Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục giải vòng số 16 của viên bích khối lớp 7. Đây là đề thi vòng huyện dành cho bảng B. Các em chuẩn bị nháp và máy tính bỏ túi như thường lệ ha. Câu số 1 trừ 3x sẽ bằng 15, x sẽ bằng âm 5. Rồi, x và y tỷ lệ thuận. Như vậy, x phần y sẽ không thay đổi các em nhé. Vậy ta có 3 phần 5 bằng x chưa biết phần trừ 10. Vậy x sẽ bằng là trừ 6. Tiếp tục, x và y tỷ lệ nghịch thì tích của chúng sẽ không đổi. Tích x y sẽ không đổi. 5 nhân 15 sẽ bằng giá trị x chưa biết nhân cho 25. Như vậy x sẽ bằng 5 nhân 15 chia cho 25 bằng 3. Câu số 4. Cho tam giác ABC vuông A. Kẻ AH vuông góc BC tại H. Góc BAH thì bằng 35 độ. Tính số đo góc ACB. Tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc BC tại H. Góc BAH bằng 35. Như vậy góc ACB cũng sẽ bằng 35 kia. Em chứng minh đi, hoàn toàn đơn giản đó. Trong tam giác vuông thì hai góc nhọn phụ nhau, các em tính chậm ra. Câu số 5. Cho tam giác ABC. Hai tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại O. Trong đó góc BOC là bằng 130. Bài này mình gặp nhiều rồi. Các em vẽ hình gặp nhiều ở những vòng trước á. Các em lấy mở video mấy vòng trước nha, bài này thì không có giảng kỹ nữa đâu, mất thời gian quá. Tam giác ABC, hai tia phân giác BFC cắt nhau tại O, góc BOC bằng 130 độ. Như vậy nửa dưới của góc B cộng nửa dưới của góc C sẽ bằng 50 độ. Như vậy tổng của hai góc B lớn và góc C lớn là sẽ bằng 100 độ. Như vậy góc A lớn sẽ bằng 80 độ. Các em xem lại mấy bài trước nha, mấy vòng trước nha, chứ mất thời gian thầy giảng quá. Còn bài này, bài số 6 thì các em ráng đưa hai vế về hai lũy thừa giống nhau phần cơ số ha. 2 mũ 3x cộng cho 2 bằng 4 mũ x cộng 5, tức là 2 mũ 2 và mũ x cộng 5. Đó. Vậy ta sẽ có là gì? Hai mũ 3x cộng 2 sẽ bằng 2 mũ 2 nhân x cộng 5 chung mặt. Đó. Rồi hai lũy thừa giống nhau phần cơ số rồi thì suy ra số mũ sẽ bằng nhau. 3x cộng 2 sẽ bằng cho 2 nhân cho x cộng 5. Và các em giải bài toán thì mất này thôi, các em sẽ suy được nhẩm luôn, x sẽ bằng 8 cái mà vậy nha, x sẽ bằng 8. Vậy là 83, 24, 26, 2 mũ 26. Còn bên này là 4 mũ 13, đúng luôn. Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số lớn, số tự nhiên có 3 chữ số lớn nhất mà nó tỷ lệ với 321. Như vậy là gì? 321. Tỷ lệ tiếp theo là 642. Tỷ lệ tiếp theo là 963. Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số tỷ lệ với 3 chữ số là 321 thì 9963 thôi. 3
phân, 2 phần, 1 phần. Tiếp tục. Cái này cùng số mũ nè. Cùng số mũ thì các em làm gì? Các em lấy ra mũ ra đường chung. Như vậy là thành âm 36 chia 4 tất cả 1.000. Vậy nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là âm 4 mũ 1.000 thôi. Đúng không? Âm 4 mũ 1.000 bằng 2 mũ n. 2 mũ n các em. Mà âm 4 mũ 1.000 á thì mũ 1.000 là mũ chẵn thì mình bỏ dấu âm luôn đi. Mà 4 mũ 1.000 thì các em dễ dàng các em sẽ tính được nó chính là 2 mũ 2.000. 4 mũ 2 à 4 là 2 mũ 2 đó, 4 mũ 1.000 là 2 mũ 2.000. Vậy n là bằng 2.000. Tiếp tục. Câu số 10. À, câu số 9. A, B, C không âm. Em chuẩn bị nhé. Chào các em, thầy bận việc một chút ha. Rồi giờ thì trở lại, ta đang làm tới câu nào à? Câu số 9 phải không? Rồi. Câu số 9 nghe có vẻ rối rắm mà. Các em nhìn câu 9 ha. Rồi. A cộng 3C bằng 8 nè. A cộng 3C bằng 8. Thì các em suy ra là C bằng gì? C bằng 8 trừ A chia 3. 8 trừ A chia cho 3. Mình tiếp tục. Rồi tiếp tục là A cộng 2B. A cộng 2B bằng 9 nè. Em suy ra là gì? B sẽ bằng 9 trừ A trên 2. 9 trừ A trên 2. Đó. Khi đó A cộng B cộng C sẽ bằng A nè. Cộng cho 9 trừ A trên 2. Rồi cộng cho C là 8 trừ A trên 3 là nó sẽ bằng
9 phần 2 cộng 8 phần 3. Các em tự tính nha. A trừ A trên 2 tức là 1 trừ cho 1 trên 2, được trừ tiếp cho 1 trên 3 nữa. Một phần sáu a, một phần sáu a cộng với 9/2, 43/6. Vậy tóm lại là a cộng b cộng c là nó bằng cái này các em ạ. Và ta đang muốn tìm giá trị lớn nhất. Ồ, nếu mà đi theo cái lối này là ta lại tìm giá trị nhỏ nhất các em. Thầy xin lỗi các em nha, nếu ta đi theo lối này á, là ta sẽ đi tìm giá trị nhỏ nhất của A cộng B cộng C. Đó. Dễ thấy A càng tăng lên á, thì A thì 1 phần 6A cộng 43 phần 6 sẽ là càng tăng. Vậy ta muốn A cộng B cộng C càng nhỏ thì cái này càng nhỏ càng tốt. Mà muốn càng nhỏ thì A nó phải bằng 0. Mà khổ nỗi là người ta bắt chúng ta tìm giá trị lớn nhất chứ không phải là tìm giá trị nhỏ nhất. Đó, đã bài con đường này là phá sản rồi. Giờ thầy sẽ hướng dẫn các em con đường khác. Rồi, thầy đi con đường khác, không có gì phải lo. Bây giờ là A cộng 3C bằng 8, A cộng 2B bằng 9. Thì thầy suy ra là A cộng 3C cộng cho A cộng 2B sẽ bằng 8 cộng 9. Đó. Từ đây là A cộng A là thành 2A nè. Rồi 2B nè, rồi cộng cho 3C nè, sẽ bằng 17, đúng không? Từ đây thầy lấy 2 ra làm thừa số dùng chung, tính chất phân phối. 2A cộng 2B cộng 2C, vậy còn sót lại 1C nhé. Sót lại 1C là bằng 17. Và từ đây các em sẽ dễ dàng suy ra là A cộng B cộng C là bằng 17 trừ C tất cả chia 2. 17 trừ C tất cả chia 2. Rồi, tới đây dễ làm việc hơn. A cộng B cộng C ta đang muốn lớn nhất thì 17 trừ C phải là lớn nhất. Còn số 2 này vĩnh viễn không đổi rồi. 17 trừ C muốn lớn nhất. Ha. Đây là một cái hiệu muốn lớn nhất á, thì số trừ phải nhỏ nhất có thể. Bởi vì số bị trừ là 17 vĩnh viễn không đổi đó. Ha. Như vậy là C phải càng nhỏ càng tốt. Mà C nhỏ nhất là bằng 0, bởi vì ở đây ABC không âm mà. Vậy tới đây các em sẽ ghi tiếp là đạt giá trị lớn nhất khi C bé nhất, suy ra C bằng 0. C bằng 0 mới là bé nhất, bởi C không âm mà, thì dốt số 0 là thấp nhất. Và khi C bằng 0 rồi thì A sẽ bằng 8 ấy mà. Đây. A cộng 3C nè. A cộng 3C bằng 8. Thì suy ra A sẽ A cộng 3 nhân 0 bằng 8. Thì nó cực.
khác là a bằng 8. Vậy nhé các em. Rồi, a ta cho a bằng 8. Bài này các em có thể dùng máy tính cũng được mà tính một tay cũng được. Thầy dùng máy tính thử coi. Tính tay đi em. Câu số 10. Câu số 10. Các em lấy B nhân với 1/2 nữa. 1/2 nhân B. Các em sẽ ra là 1/2 mũ 2. Cộng vậy cho tới 1/2 tất cả mũ 100, rồi cộng thêm một cái này nữa. Đó. Bây giờ các em lấy cái B ban đầu, hay là lấy cái B ban đầu các em trừ cho cái này ha. Suy ra B ban đầu trừ cho 1/2 B. Sắp hết giờ. Ồ, sắp hết giờ kìa. Rồi các em tự trừ nha. Bây giờ thời gian nó còn ít quá các em. Thầy cứ gõ trên phần mềm thì sợ không đủ thời gian. Bây giờ các em chú ý nha. Như vậy là B lớn là đề bài cho rồi. Các em ghi ra một dòng ở trên nháp đó. B lớn ghi ra đi. Rồi 1/2 B lớn các em ghi cái dòng dưới, ngay dưới chân của cái dòng B đó. Mà 1/2 nhân B là có ở trên màn hình thầy vừa gõ cho các em đó. Rồi các em thực hiện lấy dòng trên trừ cho dòng dưới, tức là B trừ cho 1/2 B đó. Như vậy các em lấy dòng trên trừ dòng dưới, cuối cùng xem các em sẽ còn lại là 1/2 cộng 1/2 mũ 99 trừ cho 1/2 mũ 100 và trừ cho 1/2 mũ 100. Thì bên trái dấu bằng ở trên màn hình nè, bên trái dấu bằng là B trừ 1/2 B đó, thì nó chính là 1/2 B. Thì 1 B trừ cho một nửa B là còn 1/2 B. Còn bên phải á, sau khi trừ nó sẽ còn lại 1/2 thôi các em. Thì các em để ý nè, 1/200 và 1/200 nữa cộng lại nó chính là 1/2 mũ 99 đó. 1/2 mũ 100, xin lỗi các em nha. 1/2 mũ 100 cộng cho 1/2 mũ 100, các em cộng lại là đúng bằng 1/2 mũ 99. Như vậy là 1/2 mũ 99 rồi trừ cho 1/2 mũ 100 rồi trừ tiếp cho 1/2 mũ 100 nữa là chính nó bằng 0, hết luôn á. Đó. Như vậy cuối cùng là 1/2 B. 1/2 nhân cho B lớn thì bằng 1/2. Điều đó có nghĩa là B lớn sẽ bằng 1. Bằng 1. Và đáp án là B lớn sẽ bằng 1.
Bài thi số 2. Kết quả là âm 15, âm 1 phần 15 nghe. Rồi cái này ta dùng tính chất phân phối thôi. Cái này ta làm nhiều rồi nha. Các em dỡ mấy cái vòng trước ra coi cho thầy không có giảng lại nữa. P nó sẽ bằng x cộng 1 trừ 3, đó là trên tử, ở dưới là x cộng 1. Và tách ra P nó sẽ bằng 1 trừ cho 3 lần 3 phần x cộng 1. Như vậy là x cộng 1 phải là ước của 3. Ước của 3 là 1 trừ 1, 3 trừ 3. Và x sẽ bằng 0 này. X sẽ bằng trừ 2 này. X sẽ bằng 2, x sẽ bằng trừ 4. Vậy là trừ 4, trừ 2, 0, 2. Chiều dài 3 phần, chiều rộng 2 phần. Nếu chiều dài tăng 3 đơn vị, thì chiều rộng phải tăng thêm mấy đơn vị để tỷ số hai cạnh không đổi? Như vậy là gì? Cũng đơn giản thôi. Okay. Tỷ số dài và rộng là cũng là 3 phần 2. Bây giờ tỷ số chiều dài thay đổi rồi, là 3K. Tỷ số ban đầu là 3K trên 2K đó. À, bây giờ chiều dài sẽ tăng thêm 3 đơn vị, tức là cộng thêm 3 nè. Còn chiều rộng thì không biết. Và cái tỷ số nó vẫn bằng là 3 phần 2. Như vậy dấu hỏi sẽ bằng gì? Sẽ bằng 3K cộng 3 và nhân cho 2 chia cho 3. Nhân cho 2 chia cho 3. Các em rút gọn phân số này, các em sẽ ra được 2 nhân cho K cộng 1. Dùng tính chất phân phối nữa nha. 2 nhân K cộng 1. Đây kìa, em lấy 3 ra dùng chung thôi. Ở trong sẽ còn K cộng 1 nữa. Không? Rút số 3 với số 3 luôn. Rút gọn phân số ra này. Như vậy là cái chiều rộng mới sẽ là 2K cộng cho 2.
dùng tính chất phân phối đúng không? Thì chiều dài cũ là hai, chiều rộng cũ là 2k, bây giờ là 2k cộng 2. Như vậy là chiều rộng phải tăng thêm 2 đơn vị thôi. Diện tích tam giác là 10 24 56, các em thử chia đôi đi. 5 12 13 ai bộ 3 Pythagore. Vậy các em dùng Pythagore đảo các em sẽ chứng minh được tam giác này vuông. Có 26 là cạnh hiền. Như vậy hai cạnh góc vuông là 10 và 24. Diện tích tam giác vuông thì lấy hai cạnh góc vuông nhân nhau chia đôi. 10 x 24 chia đôi thì bằng 120. Bài thi số 3. Chia một số bất kỳ cho 1/3, sau đó nhân với 2. Thì chính là số đó nhân cho 3, rồi nhân cho 2 nữa là nhân với 6 đó. Mệnh đề nào luôn đúng với mọi y z, x cộng y cộng z là bằng z cộng y cộng x, nên nhìn vô là thấy cái 1 đúng luôn rồi các em nhé. Rồi x trừ y trừ z thì bên này trừ z qua đây z là không thể rồi không? X chia y cộng z thì không thể tách mẫu được, chúng ta có thể tách cùng mẫu, có thể tách tử ra chứ không thể nào mà cùng tử tách mẫu ra được. Vậy chỉ có 1 là đúng thôi. Số nào là tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp? Tổng 4 số tự nhiên liên tiếp. Bài này các em giải mình nhát được. 4 số tự nhiên liên tiếp là x, x cộng x cộng 1 cộng x cộng 2 cộng x cộng 3. Đó. Như vậy nó sẽ chính là gì? 4x cộng 7. Như vậy cái số đó chia cho 4 và dư 7 nha. Giờ các em kiểm tra coi số nào trong này chia 4 dư 7 nha. 1686 chia cho 4, xin lỗi, chia 4 sẽ dư 3 thôi. 17 chia 4 là dư 3. Rồi 1686 chia 4 là dư 2. Dạ dẹt nè. 259 chia 4 là dư 3. Vậy 259 có khả năng, 259 có khả năng các em. 1111 chia cho 4 dư 3 luôn. 1111 cũng có khả năng. 197 chia cho 4, vậy 197 bỏ, giờ ta còn 259 với lại 1111 thôi. Thấy không? Giờ 259 và 111 thì số nào? Là số nào thì các em giải hai bài toán thôi. 4x cộng 7 bằng 259 thì coi nó ra không? 4x cộng 7 259 bằng 259 thì x nó sẽ ra 63. Còn 4x cộng 7 bằng 111 thì ra x nó ra 276. 276. Như vậy ta thử lại coi. 63 cộng số 4 cộng số 5 cộng số 6 bằng 258, thất bại rồi. Còn 276, 276 cộng 277 cộng 278 cộng 279 thì được 1110. Tổng 4 số tự nhiên liên tiếp, hình như thầy cộng sai rồi. Trời đất, 1 cộng 2 cộng 3 là bằng 6, chứ nãy giờ mình cộng 7 là hiện gì không sai. Như vậy là chia cho 4 và dư 2. Chia lại nha, 1686 chia cho 4 là dư 2, như vậy là 1686 là có khả năng. Còn 259 chia cho 4 thì dư 3 vứt đi. 1111 chia cho 4 dư 3 vứt luôn.
197 chia 4 dư 1 vứt luôn. Như vậy là 1686 ra. X y tỷ lệ nghịch với 2 và 3. Hay x nhân 2 bằng y nhân 3. X nhân 2 tức là x chia cho 1 phần 2. Còn y nhân 3 tức là y chia cho nghịch đảo. Là y chia 1 3 là cái này chứ cái nào. Lừa đảo hả? X và y là hai số nguyên tố. Thì số nào ở đây không thể là tổng x và y? Đây số 5 thì là bằng 2 cộng 3 là đúng rồi. 9, 9 thì 2 cộng 7. Hai số nguyên tố 16. Nếu số nguyên tố là 2 thì số còn lại là 14 là không đúng. Còn nếu không phải 2 thì phải là hai số nguyên tố lẻ ha. Hai số nguyên tố lẻ cộng lại bằng 16. Kem thử 23 là 2 cộng. Nếu 23 là hai số đó cộng lại bằng 23 là lẻ, vậy là một số phải chẵn, một số phải lẻ. Đúng không? Mà nếu số nguyên tố chẵn thì chỉ có 2 thôi. Mà số nguyên tố 2 thì số nguyên tố còn lại là 21 là vô lý. 21 đâu phải số nguyên tố. Vậy số này không thể nè. Còn 16 thì vẫn có thể, lẻ cộng lẻ vẫn ra chẵn. A cộng 4 tỷ lệ thuận với B trừ 2. A cộng 4 tỷ lệ thuận với B trừ 2. Thì khi B bằng 8 là A bằng 1. A cộng 4 phần B trừ 2 sẽ không thay đổi cho nhé, nhớ nhé. Như vậy là trường hợp A bằng 1, B bằng 8 thì ta sẽ có là 1 cộng 4. Đây. Này phải giải rồi nè. A cộng 4 trên B trừ 2 tỷ lệ thuận. Thì cái tỷ số này sẽ không thay đổi. A là bằng 1 cộng 4, B là bằng 8, thì dưới là 8 trừ 2. Đó. Bây giờ nó bằng A bằng 6 thì nó sẽ là 6 cộng 4 ha. Còn dưới này thì B chưa biết. B chưa biết. Và B này vẫn đem trừ cho 2 cái nhé. Vậy từ đây ta suy ra thì 1 cộng 4 là 5. Còn 8 trừ 2 là 6. 6 cộng 4 là 10. Vậy ở dưới này là hỏi trừ 2 là bao nhiêu? Thì thầy không biết. Tính thôi. Suy ra hỏi trừ 2 này sẽ bằng 6 x 10 chia 5 là bằng 12. Như vậy dấu hỏi sẽ bằng 14 kia. Vậy thôi. Nói đây rồi. B là một số nguyên tố lớn hơn 10. Vậy 3Q chia hết cho số dương nhỏ nhất nào dưới đây? B là một số nguyên tố lớn hơn 10 thì bắt buộc B phải là số lẻ rồi. Đó 3Q sẽ là 3Q hết cho số 3 kia. Chia cho số 3. Nếu là số nguyên tố lớn hơn 10 rồi thì phải là số lẻ.
số lẻ nhân 3 thì phải chia hết cho 3. Ngay số này là nhỏ nhất có thể chia hết. Các em cứ tự tính thôi, tính cái này nè, rồi tính cái này rút gọn, tính chia x sẽ bằng số bị chia, chia cho thương nó ra cái này các em, hoặc dùng máy tính bỏ túi cũng được nha. U và s là các số thực lớn hơn một, phân số nào lớn nhất? Số thực lớn hơn một là đều dương hết rồi ha. Thì phân số nào dưới đây lớn nhất? Chà, hai phân số này ta so trước. Hai phân số này là có cùng tử rồi hả? Vậy mẫu anh nào nhỏ hơn thì sẽ lớn hơn. Vậy cái này, phân số này sẽ lớn hơn phân số này. Và tương tự dưới này, phân số này sẽ lớn hơn phân số này. Vậy ta loại khỏi vòng chiến hai phân số này nha. Chỉ còn hai phân số này thôi. Không biết cái nào lớn hơn. Thì thầy lấy hai này so sánh với nhau. Thầy giảng lại. Hai phân số này thì phân số u phần s trừ 1 có mẫu nhỏ hơn bên này, cho nên phân số này lớn hơn. Tương tự, hai phân số bên dưới thì phân số này có mẫu nhỏ hơn mẫu bên này, vậy phân số này sẽ lớn hơn. Vậy ta còn so sánh hai phân số này thôi. U trên s trừ 1 ta sẽ so sánh với lại phân số 2u trên 2s trừ 1. Mà để so sánh hai này, ta sẽ nhân cả tử và mẫu phân số này với 2. 2 nhân s trừ 1 sẽ là 2 nhân s trừ 2 nhân 1, tức là 2 nhân 2. Vậy bây giờ ta lại thấy phân số này là mẫu là 2s trừ đi 2, còn bên này 2s trừ cho 1 thôi. Vậy phân số bên trái của thầy là có mẫu nhỏ hơn bên này, vậy phân số này sẽ lớn hơn. Vậy u trên s trừ 1 là phân số lớn nhất. Các em nắm nghĩ sẽ hiểu. Cuối cùng, nếu x, y, z là các số nguyên dương phân biệt nhỏ hơn 10, thì x trừ y phần z lớn nhất bằng bao nhiêu? Z đó. Z là dương. Vậy phân số này muốn
lớn nhất thì x trừ y phải lớn nhất có thể ha. Nguyên dương z càng nhỏ càng tốt em nhé, z nhỏ nhất là bằng 1, z càng nhỏ càng tốt. Z bằng 1 nghĩa là x trừ y là ta sẽ dò xét ở trong cái vùng từ 2 đến từ 9. Giờ y càng nhỏ càng tốt. Z x càng lớn càng tốt. Giờ y gần cho bằng 2. X kem cho bằng 9, vậy ta có 9 trừ 2 tất cả trên 1 nghĩa là bằng 7 đó. Ta nhắc lại. X y z là nguyên dương nhỏ hơn 10. Vậy muốn cái phân số này lớn nhất á, thì mẫu càng bé càng tốt. Vậy các em cho z bằng 1 đi. Đó. Z càng bé càng tốt thì z bằng 1 thôi. Nguyên dương thì bắt đầu từ số 1. Vậy số x và y không được bằng 1 nữa. Rồi cái hiệu này càng lớn càng tốt nè. Hiệu càng lớn càng tốt, dãy số bị trừ càng lớn càng tốt, còn số trừ á, càng nhỏ càng tốt. Thì cho số trừ là nhỏ nhất, số trừ bằng 2. Còn số bị trừ thì cho 9 là lớn nhất, là 9 trừ 2 chia 1 là bằng 7 ha. 9 trừ 2 chia 1 sẽ bằng 7. Rồi, chúng ta đã hoàn thành vòng thi cấp huyện với số điểm tối đa. Hẹn gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo. Tạm biệt các em.